Hello anh em nha. Hôm nay mình sẽ tổ chức một cái mini game nha. Nhiều anh em bình luận trên cái clip của mình là kêu anh Toàn ơi, lâu lâu kêu mấy anh em vô chơi trò chơi vòng quay. Hôm nay mình sẽ up là 8 cái bánh xèo nha. Hôm nay có sự hiện diện là anh Tiên nè, Vũ nè, Trạng và cho thằng cu camera mình vô chơi vòng quay nhanh phẩm luôn nha. Hôm nay là mình kéo cho mình vô. Sẽ chơi hai loại mém nha. Mém của anh em sử dụng mình, một loại mém nem và một loại mém mực nha. Bây giờ Vũ sẽ chế biến á. Thơm nha. Wow. Thế anh là hai hàng nha. Hiện tại quê mình mưa rất là lớn luôn, nên anh em mình chui vô cái lồng livestream của mấy anh em mình nè. Rồi cái đó là mình gọi là mình đó. Gọi là mình đập luôn nha anh em. Quê mình đang mưa nha anh em. Vũ có thể hướng dẫn anh em cái nguyên liệu gồm những gì không Vũ? Đó, trong này là mình chỉ giỏ tỏi, ớt, đường, sả thôi nha anh em. Wow. Ghép mực ra cỡ dài thôi. Nói chung là mình mới biết làm, mình đều độ kiểu như hai cái này một cái mém thôi, nghĩa là nó vừa vừa ngọt ngọt vậy nha anh em. Mùa mưa đây mà anh em chơi mấy loại mém này là ăn cơm là nhất nách luôn, chấm rau lăng luộc rồi cá nướng cá chiên thì chiêu cua mèo luôn. Rồi, nó giật giật luôn á. Vừa ăn thôi. Đúng rồi. Anh đi hôm nay anh nghĩ phần may mắn của anh khoảng phần chiến thắng của anh tầm bao nhiêu em? Giao lực đi chứ. Từ từ để mấy em vô nguyên liệu đầy đủ đó. Giờ mình đây đơn giản thôi, như vẫn như thường lệ. Phần quay nè, bốn tên Vũ, Trạng, Tiên và Hiểu nè. Ai người nào quay vô tên nào là người đó sẽ ăn. Ví dụ anh Tiên sẽ quay vô mời tên Trạng thì anh Trạng ăn. Vũ quay tên Vũ là Vũ sẽ tự ăn. Anh Trạng quay vô tên Tiên thì anh Tiên sẽ được ăn nha. Mỗi lần em một đồng nè hả? Tùy anh em sẽ đứt. Anh em chà máu lăng chồng cho nó nhanh luôn. Anh Tiên đây nhìn cũng uy tín như anh Hải nè, chắc cái tay quay của anh Tiên trong đỉnh lắm á. Không có đâu, tay giật giật không. Hả? Tay anh Tiên bị giật đi. Tay đó sao mà quay được. Vũ hôm nay tự tin khoảng bao nhiêu trăm Vũ? Thì 100 chứ, mình gò đấu trường. Mình gò đó từng ra đấu trường hết rồi mà. Đó, nên là lấy năm có quan thưởng gì không? Có chứ. Hôm nay anh em nào chiến thắng thì 52 ngày luôn. Phần thưởng là một con còi nha. Đây, mình sẽ để con còi ra đây nha. Trời hết luôn đi. Ra đây. 502 ngàn luôn đi. Anh em chiều là biết điệp nào nha Vũ. 502. Rồi, lấy 5 xị mua thùng bia xuống nhà anh gà anh cúng. Hôm nay thiếu anh gà nha. Hôm nay là dỗ ngày dỗ của ba anh gà rừng nên gà rừng ở nhà lo công việc xíu, anh em mình quay xem anh em mình sẽ xuống mình ăn trực nha. Anh em thấy cái mắm đây là mùa. Wow. Trắng luôn. Mưa đây mà cái tô mắm đây mà đem cá nướng với rau luộc, lăng luộc hoặc bi luộc y kiểu luôn không cần gì anh em ơi. Chỉ cần cá đồng hay cá gì cũng được anh em nướng rồi. Nên rút cái cơm rồi. Nạn chanh nha nha em. Wow. Mùa mém đúng bài luôn. Nhất chanh vô. Wow. Đó. Khẩu vị mình đang là cái tô đây mình làm một cái lưỡi chanh. Có da dao anh vô. Anh em phần quay anh nào mà dân cuộc. Đó. Anh nào dân cuộc là bấm một phát gian ra ngoài đúng không? Bấm phát để tiền lại rút tiền. để tiền lại sao mà. Không, bấm cái rồi rút luôn nha. Rút được công trình đi. Rút công trình luôn đó. Vô luôn. Không, nói chung là em thấy đó bụng anh Tiên rồi. Đây làm thử phát cái phát độc đi. Rồi, ok. Đi. Wow. Mùa mưa mà chơi bánh xèo rồi chấm mắm độc thì nhức cái nách luôn. Mời anh em nha. Rồi, cắt dao kéo qua ông bay đi. Rồi, giúp thôi. Rồi, chiến thôi. Còn chơi gì nữa? Bây giờ mình sẽ cho cô camera mình vô để chiến luôn nha anh em. Để lấy bánh xèo để qua đây. Đó. Cắt tô. Bây giờ anh em đã hiểu rõ lực chơi chưa? Hiểu hiểu. Bây giờ ai sẽ là người quay đầu tiên đây? Anh quay đầu tiên. Đánh lão đây. Đi tí đi tí. Quay cho nó đúng một vòng vô. Quay mạnh vô. Không có được. Đó, chẹ mới được như vậy chứ. Đó. Chết rồi, chết rồi. Chưa. Đâu có hiểu chọn. Cô hiểu. Chào nào. Chào nào, hiểu chào nào, hút đi. Rồi, em đã trước luôn nha. Rồi. Chưa tao quay ra. Cô hiểu quay đi. Quay đi. Rồi, em ra. Đó, quay tiếng như vậy nè. Đó, ba tiền. Không có đâu.
Có luôn. Có luôn. Ông này ông quay đi. Ờ, ông này có tiền với tôi. Ta ta. Rồi bỏ tiền tiếp. Em đâu. Trang vô một ghém vô một chút xíu đi rồi đưa qua cho thằng Hiệu nó giúp. Wow. Anh tiến luôn. Thôi mẹ á. Em lại nhấn máy mà. Ồ. Đây. Hiệu ơi. Đây nè em. Em đi rồi lo ra ngoài kia ngầu. Em muốn. Anh ba tự tin. Mẹ mấy mực nè. Trời ơi. Cái này đã trước đi sao hôm nay tự tin 80 trang mà sao lạ ta. Chà. Lạ ta. Mọi người nha. Ủa, hiểu, lần đầu tiên cho mình quay làm ủa. hai chồng luôn. Đã. Hai chồng đã gần những ký rồi đó. Rồi. Ông Vũ cũng chưa đối trước điều gì đâu nha. Chà chú, chữ Vũ nó kỳ chỗ đây. Đối trước điều gì đâu. Em thấy không? Để dấu dấu ở đây rồi, em thấy không? Đem đâu? Đem đâu chi cho so, đưa đây bạn tụi cho gần. Tụi. Đây à. Còn cỏ xanh nha, hôm nay mình chứng chơi mini nhỏ nhỏ cho vui anh em nè. Vì tốt của phạt á. Chữa phạt. Ê, mình chơi kiểu đây không? Vì tốt phạt á. Chưa đâu, lần xe làm tôi bơ về mà. Có đâu. Dễ gì mà. Ngon anh ba. Không biết tôi hiểu ổn vượt qua cái... Ngon anh ba. Ngon à. Ngon, ngon ăn hết luôn đi. Đợt này không biết nữa. Ngon ăn hết luôn. Không sao, không sao. Bình tĩnh. Bạn đi quả quy tí chứ. Cười nó quá quay luôn. Ý trời ơi. Ngon không anh em? Quá ngon quá. Phải chôn ở ngon. Ngon thì ba người ăn hết cái mâm này. Tôi không nói tiếng nào đâu. Vũ ơi, có anh em bình luận kêu lâu ngày không thấy Vũ ăn trứng vịt lộn. Nào Vũ khỏe có thể mình làm một clip thử thách ăn được, được. 30 tới 35 trứng được không? Được, được, được. Mấy trứng trời á. Không, hôm sau anh em nhắn lại nhiệt tình, hôm sau Vũ sẽ làm một trận chiến là thử thách 35 quả trứng lộn nha. Đậu mém đi. Đậu mém. Ok luôn. Ok không? Thì đi nha, và hứa khán giả là 35 trứng là lấy một nửa nấu bầu nè, đó. À. Xem là một nửa là mình luộc hay là mình làm chiếc luộc đi. Làm hai món. Làm hai món. Ngon ngon. Mấy ngàn cũng đồng ý với không quay đầu. Mấy ngàn là bấm vui nha. Nó chui kia. Không đi đâu. Mấy ngàn bấm vui nha. Mấy ngàn cũng đồng ý với không quay đầu. Nó vô cuộc chơi rồi mà đi đâu nữa. Anh rơi anh nhỏ anh biết con nào. Tiền quá tí luôn. Anh đi là cũng nhàn nhàn đấu để thay thế anh Hải nè. Mấy ngàn rồi nó không cho đi uống nữa. Mấy ngàn nút cái này. Sáng nay trời mưa quay đắng đồ má đắng thì mấy nồi gom giờ quất ra cái bánh to luôn quá. Đây trời nếu mà mấy ngàn quá đây gỗ một cái rồi đứng dậy. Ăn nhiều vô anh ba. Trời mưa đây mà má anh em làm ăn bánh xèo cuốn cuốn bự bự vô luôn. Ăn vậy là nó đâu có ngon. Em ăn xèo ngán mắm rồi anh vô hay là đây em hết nãy giờ hết một chồng nãy giờ mà. Ừ. Tốt đấy. Tốt được. Hai chồng nữa em ơi. Được đâu, cũng vô hai chồng nữa. Mà đây là bên là xui thôi, xui thôi. Xui hai chồng là... hai chồng nó bấm chua. Hai chồng bấm chua. Có khi nào Vũ ăn chồng nào thắng đã. Cũng có khi. Vâng. Nghe để Vũ kiếm em đã có muỗng rồi. Kiếm nem sĩ. Lấy muỗng gì giống? Giữ vậy ta. Được bản thôi. Sao em? No bao nhiêu phần trăm rồi em? Em nó chưa hết mà. Được. Có cái gì sáng này từ sáng giờ nó nhịn ăn sáng không ta? Lì đòn đấy. Sáng rồi, ăn sáng rồi. Sáng Hiệu này lì đòn đấy. Hiệu em cũng được lắm á. Tốt. Nhưng mà cũng quá năm chồng rồi em ơi. Coi bạch chiều nha. Thôi không quá năm chồng thôi.
Anh Ba cỡ bánh xèo đây, anh thèm là anh ăn được, anh thèm là anh ăn được bao nhiêu lát? Hơn chục lát. Một buổi sáng anh ăn được 10 ngàn không? Không đi. Dạ rụng sớm rồi. Anh Ba anh ăn liên tục mỗi ngày, anh ăn năm sáu lần. Anh Ba ăn cũng tốt lắm á, nhưng mà đừng ngại đâu. Không đừng chơi được anh Ba. Đó, tím lại mấy cái hũ mém lại cho mấy anh em, chuẩn bị mấy anh em trang. Anh Trạng thì đã hết sớm rồi nha anh em. Ủa sao anh Ba thấy nhiều lắm rồi sao đang cầm dữ vậy? Nó nghẹn không? Rồi, hiểu còn mấy lát nữa, cố lên em. Nhận rú xong rồi uống nước luôn. Cắt dùm cái tao không còn. Đây. Ai đâu ăn đâu mà. Đâu cắt tô luôn. Cắt tô luôn. Cắt tô cắt đũa luôn. Chuẩn bị anh ăn 4 miếng luôn. Cô đâu. Dê gì thôi mà. Rồi, cô Hiệu cũng sắp hết rồi. Còn 1-2 lát nữa thôi. Rồi, cô Hiệu còn lát cuối cùng nha em. Cuối cùng. Anh cuối cùng. Xem chưa, bấm chuông. Dạ, bấm chuông. Chưa. Bấm thiệt bấm dẫn. Bấm dẫn chưa thiệt đâu. Cái đó chuông này không phải là muốn động vô là động đâu nha, động vô là đi ra. Đi ra không? Để đây. Để gần cho Hiệu nó bấm. Để gần Hiệu bấm cho nhanh đó. Đâu? Rồi. Yêu thiên cho. Mày gì? Đá quận im luôn. Bây giờ chạy quay qua đây mấy nè, bên kia quay qua rồi. Dạ. Rồi. Rồi. Giờ chín con cò chứ không để. Ai đây? Nó không sai đâu, à, làm sao mà chạy sai đâu cũng vô anh Trạng. Đó. Biết biết gần vô hiểu rồi. Ê, cái nào anh bỏ cho. Đó. Từ. Bỏ hai lần luôn. Đó, xuống sẽ chết nào. Chết rồi, đau quá. Đó. Cái này nó bị hư rồi. Dễ gì vô Vũ được mà. Này Vũ tràm Vũ rồi. Có. Làm sao mà vô Vũ được? Vũ đâu có trong Vũ. Đâu có trong cuộc chơi. Đó. Ừ, đó vậy. Cái sao? Sao? Rồi lên làm cho nhà tặng nữa không chết đó. Rồi. Vũ ơi. Vô ba tiền chứ. Tiền là ba tiền Vũ nè. Đó. Chọc phỉ ghê luôn. Ờ. Kèo này quá kèo. Kèo này quá phỉ. Wow, chứng tỏ là mạnh rồi á. Mạnh rồi sao? Ờ tô cắt bắt tiêu. Lấy tô đi em ơi. Thôi là. Ờ, anh tiền nhà này không có may mắn gì ta. Trời nhà này không có. Làm chồng đây thôi. Vô nó trống chỗ. Rồi anh vô chắc anh vô là người đầu tiên bấm chuông rồi. Giờ mấy ông bấm chuông hết đi để tôi cạch ngàn trên ba luôn. Anh Ba cho nó đi luôn. Lâu lắm không? Ổn đây. Lâu lâu luôn không? Anh Ba Vũ là ngang ngửa. Ngang ngửa rồi đấy. Hiệu ngang ngửa. Thèm Hiệu là ba chồng, Vũ với anh Tiên là một chồng. Mà anh em yêu. Rồi Vũ nó ra đi luôn chứ đâu. Sao dễ đi luôn được. Tin mà. Kè đây chắc bấm Hiệu chứ Hiệu hai Trạm bấm chuông trước đây. Em ra trình chiến ra chiến trường trình chiến biết bao nhiêu rồi em dở anh. Bò đây. Cái méo Vũ không? Đây một phát nữa chồng rồi. Anh Vũ thấy là ba cái à, anh mới bấm chuông à. Sao mở rộng vô? Ổn không? Ba trăm lượng đường rồi không thấy. Để mình có cái mình đưa anh ba bệnh chút thôi. Ba bệnh ngon ngon chút. Ba bệnh hôm nay dần hai thấy ổn rồi ba bệnh ơi. Ổn rồi. Nếu dần ba cũng không tiếp chứ. Dần ba không tiếp đi. Không tiếp. Đúng không? Sao không có chạy. Rồi. Đùa. Dần nãy một cái, dần nãy hai cái, dần nãy tiếp theo là ba cái nha em. Rồi Vũ ơi, Vũ đưa cái cho thấy luôn. Trời ơi, anh em thấy miệng Vũ tròn không? Quá tròn luôn. Cô Hiệu ra, ba chồng rồi. Đấy, cô đi uống nước nào nói. Không không. Cô đi uống nước. Cô đây em ơi. Gió thấy hai ngáp rồi nha. Rồi Vũ đã xong. Vì sự nghiệp con cò của con em chúng ta. Em xị là cầm sữa rồi nha anh Gió nha. Cố gắng lên. Chẳng chưa đã có đâm cúng nữa mà. Lượm cái mặt ôm thùng bia đi. Rút rút vậy. À. Sao Hiệu? Em mới có nửa bụng mà. À được. Ba cái nữa. Ba chồng nữa. Ba chồng nữa khó chua gì hết không? Tốt á.
Được rồi. Hiệu ăn tốt, hôm nào có cuộc thi là anh cầm máy quay cho Hiệu vô cày bừa với bán đây. Ấy là chồng đây hay sao? Sao út nó cái hù lớn vậy ta? Nó lo miệng quá. Chị hai đây chứ. Chị hai đây anh mà. Chị hai đây chứ. Nhớ còn nhiêu đây? Ủa? Vũ thì hết. Đang uống một tầm uống cho hả? Vũ thì... Lên thấy đâu? Con nữa lộn. Hai miếng nữa. Hai lát nữa. Thì ta ní cái chồng nãy rồi chứ ai ní, ai ní chồng là sao? Chồng cuối cùng á. Gấp bên đó, đừng gấp bên đây, chứ đừng gấp chứ hai xì chồng. Chồng chồng, chồng chồng có hiểu không? Câu này em ơi. Trời ơi, chú Vũ quay vô chơi vậy? Trời. Trời, chú Vũ đường nào cũng ngủ nữa. Có đâu. Rồi, còn ngủ tương đối nhiều bánh xèo nè anh em ơi. Là 8 tiếng bánh xèo. Đừng nằm ngủ nữa cho chạy đâu khó mà. Có không bao giờ. Dễ rồi, hiểu cảm thấy không? Tạm quay ngon á, tạm đề ba tiếp đi. Vô cũng sắp đấy rồi. Sao cũng được á. Nó lực vũ cho thử coi. Ê thử thiệt. Thử thiệt. Thử thiệt. Thử. Còn thiệt cái chết nữa. Để quay qua đây. Thì cái thử đi. Thử mà vô vũ mà thiệt không vô thì vũ ta. Hay dữ ta. Ấy thử mà hai chồng rồi đấy. Cái đây là mình thử là bà cậu cho vô chữ vũ cái máy đại cư. Thế là nhìn theo thiệt đó là vô tin anh Ba nè, rồi Hiệu nè, rồi Trẹo nè, cái là cừ người hôm trước hôm sau người cừ á. Rồi cho còn mấy cuốn nữa. Ổn anh vô. Không. Được một vàng nữa không? Đi. Đưa chung. Anh khổ quá. Chưa đâu. Ê, thử thiệt. Mình thử mà. Thử đâu mà. Rồi, cô Hiệu sẽ hết. Gió tầm 1 phút nữa là thấy nè. Còn đây anh em ơi. Hiệu thấy cũng hơi ớt rồi sao cậu gửi ta. Cậu gửi cho ta. Trời trời ơi. An người ta... ta làm ta thanh niên tuổi 17 bị ghẻ sừng trâu rồi làm nùi nùi thôi ăn. Ở đây em ơi, Hiệu ráng kiếm nam sĩ chiều dẫn bạn gái đi uống trà sữa. Bữa nay cho kêu Hiệu của bữa nay cho là kêu caramel là caramel của Toàn Đen là ngày mai là khỏi cầm máy quay não luôn. Bạch diều ấy. Bạch diều luôn. Bạch diều chở đi nhiếp diều luôn. Gió ráng kiếm gió vũ thì ráng kiếm được sữa cho con uống tiền rồi dán kiếm nam sĩ về mua gạo cho chiều nấu cơm. Mua gạo chiều nấu cơm hết gạo là thôi tất cả anh em đã hết xong chưa, miếng cuối cùng vô dạ có lực vũ quay đúng không à, quay đây thiệt nhân bà cậu đừng có vô vũ nữa nha. Vũ nè vũ nè vũ hiểu chưa là hiểu chưa thử là đi vũ không ai thiệt là hay với ta. Ờ, vậy chứ. Vô Hiệu đâu nắp ao ơi. Vô. Con có thể vô đó. Quay cho hết mạnh vô. Cho mày tái vũ đâu. Vũ đâu mà vũ. Hiệu vũ. Vũ. Vũ đi. Vũ nữa. Con bệnh chắc nghĩ may mắn vậy ta. Quá. Trẻ không chú. Quá. Con bệnh em sĩ bệnh rồi. Chê lại. Mình sẽ lại là. Mình sẽ lại là chứ đấy. Hai cục. Vũ hai cục, Hiệu một cục, Trạm một cục. Anh Tiên không cục. Làm phát quá. Chờ đi anh Tiên chiến thắng đơn giản. Dạ, đơn giản anh sẽ chiến thắng mà. Sao Vũ sao sao thấy cái này bấm chuông rồi vậy? Một đâu? Một đâu? Một chồng à. Một chồng đâu? Đồ hay ta. Quá vậy chứ, đẳng cấp mà em. Trạm 4 chồng, Hiệu 4 chồng, Vũ 3 chồng, anh Tiên 1 chồng. Trạm như 5 chồng hả chứ? 4. 4 anh em. 4, 4. 4 không? Anh Tiên sao anh có chơi bùa hay chơi ngải vậy anh Tiên? Không, do cái bản do cái bàn tay không có đâu. Xẹt hay. Ấy đầu tiên thèm quá làm miếng như vui vậy thôi. Mình nói là anh Tiên là một nhân tố bí ẩn ở như hai mở á. Không có đâu, không có trăm, đâu. Trăm sao làm có? Tính nghĩ dòng đây mà nghĩ chưa được. Hình chưa được là dòng đây nữa, dòng ba mới nghĩ được sao. Dòng cố gắng dòng nữa nha. Dòng ba không? Có gái dòng đó. Có gái dòng nữa không? Dòng đây mà không được đó là rồi, bấm nút không? Bấm nút ra. Cái chuông nó ta. Thoải mái đi, từ từ. Mình nói là anh Tiên nhận nhân tố bí ẩn thay thế anh. Ê, bấm chuông chưa? Gần không? Gần bấm không? Thấy cái này bấm gì gần cái gì nữa không gần. Hiệu bốn chồng không?
Nghĩ bẻ ruột, bẻ ruột à. Mình nghĩ gì không ổ qua cái con trang này đâu. Không, thấy chồng này bấm này cho chạy được khỏi. Vũ nó ngon ngâm ra. Trời ơi, giờ bấm rồi Vũ. Anh em sân vườn như thế để anh Tiên anh chiến thắng đơn giản như này. Và vậy chứ. Có không? Hai người khách mời với hai anh em sân vườn của mình em rồi, thấy sao? Vậy chứ đơn giản vậy thôi chứ. Hai người hình nha. Cố gắng hết sức có thể cho. Vũ giờ gấp chồng miếng là biết rồi. Em là phải đặt niềm tin vào anh Tiên. Ừ, à. Ok. Trăm một trăm. Thôi vô. Anh Tiên. Ừ. Tôi là đẹp bám trong tôi luôn. Wow. Loại hết chẳng mà tao là má luôn rồi. Có luôn rồi. Thật lao. Sao lá ta. Kỳ chứ. Anh em mình mà. Anh Tiên bữa nay nhớ chứ quá sao anh chia chứ. Anh Tiên bữa nay tôi ra cho ông bụt luôn nè. Wow. Cho ra bụt luôn khỏi ông Tiên luôn. Rồi được rồi, cứ hay rồi đấy. Còn chủ chấm một phần lẫn y bà luôn nha. Chụp có thấy anh em ăn thì còn xem hoài cũng thèm nữa chứ. Thôi từ từ, anh làm cho 400 liên tiếp, 300 liên tiếp hả? Ê, đưa chú vô hiểu đi, chú vô hiểu. Chú hiểu, hiểu sao, bấm chưa? Được quá, rồi. Bấm chưa? Chắc em cũng bỏ cuộc để nhường cho anh Tiên. Anh Tiên đừng xin tạm dừng tại đây không? Rồi, một cái đấu. Đi đâu rồi? Bye bye. Dây gì đâu. Một thí sinh tung cờ. Rồi, thí sinh thứ hai. Một hai xin đây. Anh Vũ. Anh Vũ, anh Vũ. Đốt chưa đâu, ngồi cuối buổi rồi chưa đâu. Có này nè bơi. Chàng ba anh ơi, đừng gây cắn nó vô vậy nha. Trời ơi, Vũ cuộn phát một không? Cái mực kìa. Mực cái này mình mãi đỉnh nha. Vũ, Vũ, Vũ cừ. Cho ba tiên ra ba bục nữa. Cố lên em ơi. À, anh thức ồn, anh ơi. Hiểu ơi, mấy ra múc cho anh ly nước cho Vũ với trạm cho trơn cổ dễ nuốt coi. Múc ly nước cho anh em nè, muốn uống uống. Thì bánh xèo nó hơi khó. Lúc lại là lọc qua khỏi dòng đây nữa là phía đó. Đúng không? Thấy không? Bây giờ vô ô của thằng Hiệu là coi như là qua lượt nha. Còn xíu nữa, còn hai người là cho một người chọn một cái tên ngẫu nhiên. Là dứt là khô máu luôn đó. Để thử rồi. Thử. Thử, đừng có thử, vừa đầu thằng Vũ nữa, không chết chứ. Vừa đầu thằng tụ Vũ nó thử là nó bị ăn hai thằng chồng thấy không? Vũ nữa từ. Vũ nữa, tẹo, đâu, tôi chết, thoát khỏi là được nào, thoát khỏi. Phiếu quá rồi. Tôi nghĩ mà bệnh lần xe là hai chồng chết luôn. Có đâu, tôi ông quay vô ổng rồi. Không có đâu. Bao giờ? Bao giờ. Anh mới đang thấy Vũ không? Nó quay thử là thằng xe đang hai chồng không? Đúng rồi, nãy cứ Vũ không mà sao mà dày mà hai lần đều dày hết rồi Vũ hết rồi sao ông hai chồng nữa nghe kim luôn. Nghe tâm luôn, chính tâm luôn. Còn hai lần đều Vũ mà. Rồi anh chó ra hết nha. Vũ còn mấy lát của cỏ nữa. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng này? Cố lên em ơi. Có bấm chuông hay gió hừ? Sao anh đẹp? Có bấm chuông không? Bấm chuông hết tiền luôn. Em cho dần đáng hết dần 3 rồi, dần 4 anh nghỉ. Hết dần nữa phải không? Anh Tiên, anh nghĩ dần này anh sẽ ăn được mấy cuốn anh Tiên? Có là dần này anh sẽ xe tặc nữa. Tặc nữa. À chứ mà vậy vô được. Cố lên Vũ ơi, còn miếng cuối cùng. Bấm chuông, bấm chuông. Giờ cơm gò rồi nha. Ừ. Vậy gì? Cơm gò. À. Nhập bơm bà. Còn rất là nhiều bánh xèo nha. Anh em đừng có lo, cho thoải mái đi. Không có thiếu đồ ăn đâu. Đâu dạ. Rồi vô hết chưa? Hết chưa? Ừ. Rồi vô đây. Không bây giờ cho Tiên về trước đi, sớm giờ may mắn không à. Ừ, ổng mà. À, mày Tiên ơi. Quay đủ vàng nha. Đó. Đúng xong đủ rồi. Đúng rồi. Chết chết chết. Tài dữ đâu. Quê chê. Quê chê. Đích quê chê. Đích quê chê. Tôi không về. Tôi quay chứ tôi không về. Không về khỉ gì á.
đi tài vũ nữa, vũ nữa qua được. Ủa. Ai là vũ? Người cuối cùng đây sao vũ? Ủa ai đây? Anh quên bây giờ lần này đẹp qua được không? Anh quên. Đụng vô đầu ghét đi, không có được. Không, cho đấu, không bị đậu, Đụng vô. Cho luôn, luôn. Chứ tự nhiên dở lên dở. Không có gì đâu, nó có 200 mà quên. Đúng rồi, đậu 400 thì nó chưa quên, mình quên. Cho lấy con cò, cho lấy em con mộc. Đừng có bắt. Anh ba bệnh chẳng ăn có một chồng mà lụm nem đem đi 2000 mà bốn ít nhất anh em bốn đừng quay quay luôn anh em bốn chồng em mới lụm được gì do tôi tiêu mấy con chồng kia quên gì mấy con chồng mà vô chồng biết mà quên ôi bé bầu luôn vô có quên không quen quá không quên quá không bây giờ sao quên là sao anh đi má mẹ quên cho anh chút qua đường anh thêm chút mép nó cho anh ăn cho đấu bữa rồi bé bầu Mẹ gì vậy mà quên. Từ được đeo bụng quá. Còn đây anh em ơi. Để em ăn chứ để từ nữa. Còn em đi ơi. Chấm mấy mật này đỉnh chút con mật cho anh đi. Nó mật mình đỉnh luôn. Mật em. Về. Tiền ăn miệng rất là tròn nha. Lên. Quên. Giùm lên cái à. Kiểu đó gò mà gò. Sao cái gì quả gì? Gò nó không dồn đối thủ mà nó cứ dồn mà dây anh em. Người bé bụng quá. Đây anh ba, nhớ cái nước này. Nước đi à. Uống nước đi à. Đó, thoải mái. Em thì cho nước anh em uống máy thoải đi. Đằng sau đừng có gì nó lỡ vô tiền thì đừng có quên nhanh tiền. Rác cũng được ngon quá. Rác cũng được dày luôn á. Chứ bắt tay anh chi cho nó vô em này. À, thao chút đường thôi hiểu ơi, không ai ăn nữa đâu mà chọn. Các trận này trận cuối luôn hiểu ơi. Đừng có gió hiểu ơi. Rồi anh em mình vừa tiếp tế nước mắm nữa nha. Em làm mắm tiếp cho anh bơi. Anh xe đừng có quên nữa nha anh Tiên. Chưa đâu anh ba má hai chồng mà. Hai chồng mà đưa chuông chưa đâu. Dậy máy mà. Cố gắng lên em ơi. Cố gắng lên Tiên ơi. Gió đang làm mém. Không ráng gì nữa. Rồi. Cố mém cho anh Tiên đây. Chào anh trai anh ba. Mém không? Nấu ăn nữa mà. Đây là muốn chăn mém mà chăn chăn mém luôn. Hãy đưa chăn cho mọi người. Đi không mất công chăn. Còn anh Tiên ơi, có vợ đang nữa đang ủng hộ hết mình đây. Đi rỉa là đây ớn rồi ạ. À, Vũ còn một xíu nữa, anh Tiên cũng còn một xíu nữa thôi. Ừ, còn chậm. Đâu? Làm như cái biền. Sao bây giờ Vũ có đi thiêu đâu? Ôi vậy chứ, tự nhiên cái ăn cười đau bụng. Rồi giờ Vũ có đi thiêu đâu? Cười đau bụng quá đâu. Còn Vũ cười quá thua. Bây giờ tổng kết lại nè, anh Tiên mà hai chồng đúng không? Trạng mấy chồng? Anh vô mấy chồng? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Sao vậy?
Sao má có hai chồng rồi? Đâu bây giờ anh em tập trung vô vô ở giữa đây anh Trạng ơi. Tôi chịu á. Bây giờ Vũ sẽ chọn tay nào? Tôi luôn rồi. Đâu, bây giờ quất một người một dèm nữa, ai thắng combo mất cho anh em cho vui rồi đi ăn cúng đi. Rồi ơi. Bây giờ là Vũ sẽ lấy tiếng tiên và anh Trạng sẽ lấy tiếng hiệu. Ok chưa? Rồi. Vô. À đây. Rồi. Trạm. Mình quay tự an luôn trời. Không sao sao. Dính cá nó ra đây luôn. Lỡ Vũ vô mình vẫn kè thêm chứ. Vũ vô thì còn chơi được mà. Vô đâu? Vô đâu? Rồi chắc mình nghĩ là biết kết quả rồi nha anh. Biết kết quả rồi. Anh em mình điên cúng luôn. Đục Vũ hai dưới ta. Phút cuối rồi, trời vậy cho double á. Tại phút cuối ai phải double cá luôn. Ông Vũ hôm nay may mắn đấy. Ờ quá. Nãy tôi nói là để tiền qua là nó phạt luôn, bạc luôn. À, anh Tiên đâu vô tập trung vô anh Tiên ơi. Ba tôi quá tôi đẹp. Nói chung mình đang cái này nữa thôi, mình đang không nấu nữa đâu anh em. Mình quay chơi vòng cuối với anh em thôi chứ thật sự. Đúng rồi, bây giờ anh Trạng thì hồi sớm là 4 chồng phải không? Ừ. 4 chồng bị 2 chồng, 6 chồng là rất là nhiều à. Xe cho bác anh em vô ngầu nói là anh em nói là ăn ủi em xíu rồi. Sao Hiệu, hôm nay cảm giác như thế nào Hiệu? Đây bây giờ cũng hơi tạm no. Tạm no. Rồi anh Tiên sao? Anh là trời, no thì không no chứ mà cái trong quy là bánh xào ăn không được nhiều. À. Vui anh em. Hàng kia vô cái chồng thứ hai kia vô quơ. Wow. Chứ đâu, đâu dễ chồng em một chồng mà khác được mà. Đúng không? Đâu dễ vậy đâu anh. Có tay không mà chiếc giặt được không? Rồi để chờ anh Gió ăn hết cái cục nhỏ này nữa. À, mình sẽ trao phần thưởng cho Vũ nha. Trao gì? Bao tuổi đâu mà trao được. Bao tuổi đi. Đâu lần chưa? Quà. Mình đã biết rước phần tháng về cho mình rồi, mình bao liền vậy. À. Sau đây Vũ dạng cũng phong thủy cực tốt á. Thằng này là nói chung là no còn bao nhiêu trăm là nhớ? 70% Ấy còn dành để dành bụng đi ăn cúng nữa đúng không? Không có cần hết thường nữa mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Là chiến thắng nãy là chắc đúng là mình không có ăn chồng nào đâu à. Nhưng mà phải xui góp vui, góp vui à. Góp vui với anh em là ăn vài chồng thôi à. Đó, chứ thật ra là đúng ra là phần tháng là không ăn chồng nào á à. Thiệt luôn. Rồi anh em ơi, chắc mấy anh em mình cũng xin dừng clip tại đây. Anh em nào muốn những anh em mình quay những cái món thử thách gì thì anh em cứ bình luận ở dưới nha. Bây giờ mình định trao phần thưởng cho Vũ mà Vũ là bẹp bẹp từ sớm luôn. Mình đã biết trước rồi mà. Rồi bây giờ mình xin phép chào đây nha. Chào đây nha.